Mày vỡ đầu luôn á. Nó lại thấy không? Quế rồi. Còn số 3 đó nhông. Nó lẹ lắm. Chưa hết số 3 nha. Đó số 3 dài không? Này nó quế mấy này đẹp ấy. Anh em thì ngày hôm nay anh em coi cái tựa đề thì nói chung có nói rồi. Này lại nạp kẹt cho chiếc xua đó anh em ơi. Thì đợt trước nhiều anh em hỏi là nói chung là trước giờ mình chạy hai chiếc xe đúng không, là chiếc Rimman quay thích gần tới đây, chiếc Rimman đó là mình đi sang cơ đúng không anh em. Nhiều anh em mình góp ý là lên FI cho nó thôi, thì thực ra là cái chiếc Suzuki bên đây mình cũng lên FI luôn rồi anh em. Thì giờ là mình trải nghiệm từng thứ chứ đó. Nói chung là chiếc sang cơ cái FI thì nói chung mình chưa có đánh giá cái trải nghiệm là nó khác nhau chỗ nào cho anh em coi nhiều đúng không. Với lại một phần là giữa cái FI nguyên dinh nha, có nghĩa là một chiếc FI nguyên bản như là cái chiếc Edge của mình nè, đó là FI nó có sẵn là từ giải xuất ra, với lại gì một cái chiếc FI mà từ sang cơ lên FI thì nó sẽ hơi khác một tí. Nói chung là nó ví dụ như cái xe này đúng hết 100% thì cái xe mà sẽ lăn lên này kia là mình tự chế mà anh em. Thì nó nếu mà nó đúng cao nhất sai số, nó vẫn có sai số là đâu đó phải tầm 95%, 98%, có nghĩa là mình canh chỉnh nó vẫn ok, nhưng mà mình có nghĩa là không có sát như dinh anh em. Đây cái chiếc mình sẽ đưa đây mà hết bình rồi, bóp kèn không lên luôn rồi, để lâu quá mình ít chạy anh em. Đó, đang dựng máy thả dò nhẹ là đủ. Đó, cái này chiếc Suzuki FI của mình nè anh em, quá bị thừa bờ. Đó, còn này mình nạp kẹt lại thêm cho chiếc Gym anh em. Đây là chiếc Gym xanh 54 engine của mình anh em. Bên xăng này nhiều anh em hỏi mình bình xăng đang đi gì đúng không, bình xăng mình đi TM anh em, TM 26 hay sao. Nói chung bên này mình súp cô, bên này bên gai dẹp luôn nha anh em. Đây xin em vào đây nè. Bên này là bình gai dẹp luôn. Đó, thì nay mình có nạp kẹt thêm cho anh em cái này này. Món đồ chơi mới. Nghe nói bình này là đang hot anh em, bình này gọi là bình SSRG, SSGG gì anh em, quên tên rồi. Để lát nữa mình đọc lại cho anh em. Ôi là bạn đó con. Em ở trong cái hộp này nó như vậy nè. Đây là cái bình xăng. Bình này được nhiều anh em đang hot anh em. Bình này gọi là bình xăng thông minh gì đó. Nói chung là không có biết gió, không có biết xăng gì đó, chỉ căn chỉnh bằng dặn tay thôi anh em. Mình nghe nói bình này là như dán trên cái chiếc ghe đồ này kia anh em, dạng như hai thì rồi này kia. Nói chung là bình này bình xăng thông minh mà mình thấy nó đang hot anh em. Việt Nam thì nói chung là mình không biết sao mà mình thấy mấy anh em dạo này đang hot cái bình này. Nói chung là bình này cũng hơi cao tiền anh em. Đó, thì mình thấy vậy mình định là mình đi FCR cho cái bình này. Nhưng mà mình thấy FCR nó giờ cũng nhiều người đi rồi, nên là mình thấy cái này mới ra luôn, bơm sẹt liền anh em. Cái này là cái bình xăng nha anh em, mà nhìn nó như FI vậy nè, quay xích ở đây nè. Anh em nó như nó có co gió này, như nói chung là cái này là bình xăng con xăng cơ nha anh em, mà nhìn nó kiểu không khác gì cái bình FI luôn anh em. Mà cái này là cái nước nhôm mà nó làm mà màu hồng, nó nhúng màu hồng nhìn nó đẹp hết trơn anh em. Cái này bình 28 nha anh em. Trong đây là cái phụ kiện co này kia để mình gắn dây ga, ống xăng, trời quá trời thứ luôn. Thì để lát nữa mình sẽ test, mình gắn lên thử chiếc rim này cho anh em coi. Thì chiếc rim mình đang cấu hình là cũng là 54 engine nó, mình bây bình Suzuki giờ mình nổ cho anh em. Đó, mình trải nghiệm thử cái bình này, sau đó là mình quay cho anh em coi thử. Xe này cũng đê lậu quá, hết bình. Trời không như siêu quá anh em. Thì lát nữa mình sẽ gắn thử cái bình này, nó như vậy nè anh em. Để mình gắn thử cái bình này rồi mình trải nghiệm có thử cho anh em nó coi như thế nào đó. Nói chung là mình thấy cái bình này nó cũng đẹp. Mà nhìn cái này cũng biết dặn xăng này, biết dặn gió này, nhìn nó lạ lắm anh em. Nói chung là công nghệ mới. Công nghệ mới thì xe độ càng ngày phát triển mà càng ra nhiều công nghệ. Cái này y chang cái bình FI luôn. Nói chung là y chang FI rồi mà có rồi cái này, nhưng mà mình không biết là nó có ngọt ngào hay là gì không. Thì giờ bắt đầu mình sẽ lên tiệm ông anh mình, cho ông anh mình gắn thử, canh thử cho anh em coi. Ok. Ok, thì giờ mình sẽ lấy con xe của mình. Đó, ba chiếc xe. Này mình lấy cái sản phẩm mà mình quay mình bán TikTok, YouTube rồi nè anh em. Đó, anh em có cần có thể vô TikTok shop của mình. Cái này là chống bám nước rồi này, anh em xịt lên kính là nói chung mà hiệu ứng nước đôi dịch đó anh em. Giờ bắt đầu thì go lên tiệm ông anh mình gắn bình xăng này, canh xăng chống xù đầu chơi anh em. Bên này công nghệ mới. Nói chung là bữa mình đi tour mình gắn cái bình xăng này mình thấy chạy nó cũng khá là ok rồi đó, nhưng mà cái bình mình định nâng cấp cho cái xe này đó, nên mình thấy cái bình này mới mới mình làm kẹt thử luôn. Ok.
Ok anh em ha, thì đây là hai cái chiếc xe. Đây là chiếc Edge, đây là chiếc Sport của mình. Còn chiếc riêng mình mới gác mình xăng xong rồi kia. Nói chung xe giờ hiện tại chiếc này thì ok rồi nè. Đó, nhưng mà đang chưa nắng mình không nổ máy cho anh em được. Còn chiếc Sport mà để lâu quá nó hư bình bạ luôn anh em. Mở lên không lên non, bắp kèn không lên luôn. Đời không lên luôn, ấy là lên phá luôn rồi anh em. Đạp nhẹ thì nó nổ á anh em. Nhưng mà sắp tới mình sẽ hàng cái Samsung cái bô này lại, cái xếp bô này lại, xong đó sau đó mình đi đến Dino anh em, chứ tại mới gắn cái bô mới đâu đi được. Nói chung là hiện tại xăng lửa chưa đều. Mày mà lúc lần nữa tao lên mày lên 65 luôn anh em. Thứ anh em luôn. Nhưng mà anh em có để ý không, những cái chuyến tour mà mình đi chiếc Sport á mà nó bị lấp á, đối với mình lấp 3-4 lần rồi ha. Nhưng mà tất cả những chuyến tour đó đều là mình đi bô dinh móc hết rồi anh em. Đi bô tăng là xe mình chưa bao giờ lấp mà đi mua dinh, mà để ý vậy luôn. Vài bữa nay mình khỏi đi bô dinh luôn anh em. Đây là cái chỗ mà mình rửa xe phục vụ anh em. Đây là nơi bán hàng, còn đây chiếc xe rim mình đây anh em. Mở gắn bình xăng lên. Nhìn hợp lý không anh em? Đó, nhìn cái trang FI luôn anh em. Nhìn cái co này, này mình đi chờ thẳng trực tiếp là thẳng vô bô y dinh luôn, nhỏ là khỏi nước mưa khỏi gió luôn á, đi thẳng từ đây thẳng lên đây luôn. Cái co nạp thẳng luôn, cái này như nạp lẻ lắm nha. Còn cái đầu này đầu hút này, này là đầu xăng vô này, nó ý chạy cái y luôn. Cái này nó không có phao xăng hay gì hết, là không có chỗ chứa xăng nên cực kỳ lì. Đây ốc cảnh xăng này, chỉ gió này, nó guarantee hết. Đó, nhìn cực kỳ gọn, đúng là công nghệ bình này gọi là bình RSG nha anh em. Nhiều anh em hỏi là bình xe mình canh ra chưa, thật ra là chưa anh em, bình này nó còn máu quá. Hiện tại đấy đang giờ sao đây, chờ cái người bán bình đó anh em, vô nhà xúc gỡ thêm cái bếp này nhỏ hơn. Nhưng mà cái hiện tại xe mình đang bị dư ra đầu guarantee. Giờ còn ra đuôi thì mình cảm thấy hôm qua mình chạy bằng mà để lấy mình ra mình chạy cho anh kêu. Anh thấy gà gáy không? Trời ơi, bình thường cho thêm muôn xe rồi, giờ còn cho thêm cái muôn này nữa. Không biết nó hao ở đâu, không biết ở đây có anh em nào chơi gà rồi này kia không. Anh em có thì điểm danh mình cái coi anh em. muôn máu anh em. Anh em có chơi gà đó, đây bình luận nha. Giờ để mình lấy ra mình test thử cho anh em coi cái bình RSG này sao nha. Cái bình này mà gắn lên mấy chiếc hai thì nạp cực kỳ lẹ không nha anh em. Đó, nhưng mà công nghệ mới ở Việt Nam giờ chắc hiện tại có tầm, mình hỏi anh bán cái bình này thì anh kêu có 3 chiếc gắn quay rim anh em, nhưng mà hình như chưa có chiếc nào ra. Nhẹ bắn nổ. Bình này là nó không qua phao xăng, cực kỳ lẹ luôn nè anh em, nhìn này không ra bình này nè. Nhưng mà nó hơi dư anh em. Đó guarantee. Chạy dư xăng ra đầu anh em. Nói chung là nhiều anh biết là bằng cái giá tiền bình này thì mình mua cũng tầm 5-6 triệu nha anh em. Biết là bằng giá tiền mình có thể đi FCR Yushi Mura thì nó sẽ ok hơn nha. Đó, nhưng mà mình thì mình thích trải nghiệm. Đó, đi ra đầu là nó hợp anh em thấy không. Nhưng mà hôm qua mình đóng thì nó chạy nha anh em, hút cực kỳ. Nói chung là bình này nó không qua gì hết, nói chung cực kỳ lẹ luôn nha. Nếu mà cái bình này canh ra nhiều khi nó cũng mình thấy nó lẹ như FI luôn anh em. Họ có thể hơn, tại vì nó không có qua phao xăng vậy đó, dặn là nó nạp hả anh em. Mấy chiếc hai thì mà nay cái ra cái bình này này là cực kỳ ngon. Nhưng mấy chiếc dây Z hay là giờ vô 4 ăn trợ vô bình này thì thôi, lẹ có nói anh em. Dặn kêu nó lẹ lắm anh em. Ồ, cái gì? Đó, nói chung là giờ hơi đó, nó hơi cứ hợp cái đầu, nhưng mà ra đuôi mình đóng thì nó vẫn đi. Đó, mà mình kiểu cảm giác á, nó mà đi được rồi cực kỳ lẹ nha. Nhưng mà hơi nóng mấy chút thì nó đi được. Không, cái này mình giảm thử thôi. Cái này cũng dễ lắm, thấy thọc tay xuống thì dặn luôn rồi, xăng nó sao luôn, y chang không qua cái lời gì hết. Đó. Nói chung là lẹ nó mà ăn được nó mấy lẹ anh em. Nếu mà cái này không vô được thì mình vô cái vô thử anh em. Đó à. Đó, nó kiểu nó. Nhưng mà đóng nó đi nha anh em. Đó. Ừ. Dặn lại chút. À anh em nhìn này. Dọc cho nó nóng máy lên chút nó chạy nở anh em. Hút không? Má nạp rung máy luôn anh em. Này số 3 nè. Số 3 anh em. Quét kim rồi này. Đó. Ga đuôi nó nuốt được nha anh em. Hiện tại xe mình là với đen, nói chung là đen canh được đang đi đóng rồi nó đi, nhưng mà đi từ nó kiểu là nó không có dít lơ mà anh em, chỉ chỉnh bằng tay thôi đó, nên cũng khó chịu. Nhưng mà anh em yên tâm, mình thì không có bỏ cuộc đâu, mới canh có ngày mà một ngày không ra thì 2-3 ngày ra, yên tâm đi anh em. Đó số 2 này đóng được rồi này, à, số 2 anh em này, đá 33 này nó cực kỳ lẹ cho anh em này, nó quét rồi. Đó, chàng kim
cái bên này mà mình thấy nó mà nuốt xăng được ha. À đúng tới luôn. Cái xe siêu quất mình mà không phải ép vô, mình bỏ cái bên này vô mình nghĩ là chạy được. Tại vì cái trái cái cấu hình nó bự anh em. Còn cái xe của mình là nó có tâm tư dinh dinh hơn. Mà cái bên này á thì của ông cậu mà bán á, canh cái chiếc Dio mà open á anh em, chiếc Dio mà nhỏ mà dạng á được giải nhất ở bình tay ga đi cái bình này nè anh em. Anh em nghĩ là cái bình này mà chiếc super bình nó nuốt nở. Mà mình gắn như rim thì nó phải dư luôn rồi. Ga đầu kiểu nó dư trầm dư nhiều lắm. Ga anh Tư đã ra khói rồi. Nhưng mà mình thấy cái bình này cũng là một cái bước đột phá mới. Giờ xe rim mình nó nếp y rồi. Nẹt thì nó vẫn tròn. Nói chung mới canh được tới đây thôi, em chưa canh được nhiều hơn. Tại vì cái bên này nó cũng mới mà ít chiếc đang đi lắm anh em. Nếu mà mình nghĩ đó mà canh không vô nữa thì mình sẽ sấy lên 58 thử anh em. Lên 58 chạy. Đó, hoặc còn không thì mình sẽ thử vô. Tại vì cái xe mình trái nó nhỏ quá, năm tinh trên mà cái bên này nó nuốt khủng quá anh em. Đó. Má mày đi qua đường nhau đang đi rồi giờ lại số đóng cực kỳ lẹ luôn nha. Que máy lẹ lắm. Tại nó không có qua gì đó, nó bơm trực tiếp vậy. Đó. Đó, chạy cực kỳ sướng. Nhanh hơn cái bình TM ra dẹp mình đi nhiều. Cái bình TM ra dẹp ngang là mình đá số 3 không bao giờ quét nữa Kim. Mà bình này thôi chứ còn số 3 hơn. Gần que máy hơn. Kiểu má bình nó lẻ mấy anh em. À bữa là mình canh nẹt ra lửa luôn, bầm luôn. Đó, anh mình ngờ nói chung dạng phiếu. Nói chung là bên này canh cũng cực kỳ dễ, nhưng mà cái này canh hết sức có thể là nó mới được vô đây. Hiện tại đang chơi cái cây kim mà gắn vô nó phun nhiều quá đẹp, anh em phải đi từ không được. Nó dư xăng kỳ. Nhưng mà ngược lại nếu mà đã nuốt được rồi, nó nuốt lẹ. Mình nghĩ là cái bình này sau này là một cái bước được phá mới anh em. Nó khác xa hoàn toàn mấy bình xăng FCR này kia. FCR nó còn có phao xăng, còn cái chén xăng. Chẳng qua cái cơ chế, cái đường gió, cái bếp gió nó khác thì nó sẽ mạnh hơn, hoặc là nắp chao này kia hơn. Còn bên này không, mình thấy nó y chang FI luôn. Nhiều khi nó mà nó nuốt được nó nặng y chang, không khác FI luôn anh em. Máy lạy cực kỳ. Tại vì cái xăng nó vô thẳng cái bình luôn anh em. Mình dặn cái là xăng phun e, nó không qua phao xăng. Còn bình anh em phải qua phao xăng, là phao xăng nó chạy xuống rồi nó ra nhiều cái đỏ đúng không, thì nó không có lẹ. Giờ cái nào mà nhanh hơn, cái nào mà càng dễ đến thì nó lẹ hơn anh em. Mà mình thấy cái bình này thì mình ơi, cái xe mình giả bộ như vậy giờ mình thấy đi tour được rồi đó, đúng không? Dặn 2, 3, 4 đi tour được rồi, mình đâu có 200m đâu đâu. Nhưng mà mình đang để coi thứ sao anh em. Đi từ thôi, khó chịu. Nhưng mà đóng thì nó vẫn đi bình thường. Dư ghê lắm. Nói chung nếu mà nó nuốt được thì cực kỳ sướng, chạy cực kỳ sướng quay máy. Đang số 4 rồi anh em, dặn đi, dặn từ số 4 lên luôn nè. Số 4 á. Rồi số 3 chưa. Lẹo đi em. Quá nạp lẹ cực kỳ. Nghĩ cái bình này mà canh sẽ là một bước đột phá mới đó. Nói chung bình này hiện tại cũng chưa có nhiều, chưa xuất hiện trên thị nhiều, nó còn mới quá. Chưa có kinh nghiệm canh đó anh em. Số 1 mà là táp được rồi, mình dặn là dở đầu luôn á. Nó lại thấy không? Quét rồi. Còn số 3 đá nhông. Má lẹ lắm. Chưa hết số 3 chưa? Đó, số 3 dài không? Này nó quét mấy này đẹp ấy. Chưa hết cuối em. Bên này, đó, chạy mà đụng kim xăng luôn thôi chứ. Đó, cái bên này ơi, hiện tại là canh được tới đây anh em. Đó, số 1 chưa ra được, ga anti gì nó còn hơi dư. Đó, rồi ga đầu nó hao tàn. Nhưng mà nếu mà nó nuốt được thì cực kỳ vip luôn nha anh em. Rồi, đóng là đi.
nó mới lên nó nuốt được rồi nè, anh em thấy nó khác xa không? Ừ, tới giờ mình về nhà mình quay chi tiết cho anh em coi chạy như vậy đủ rồi. Đó. Rồi mà muốn mình thử nó mà không ổn nữa thì mình sẽ vô cái trái bự bự hơn cái cho nó nuốt được anh em. Hiện tại là đang là dư xăng thôi chứ không có thiếu được. Ừ. Và bên này nổ anh Tây hay lắm. Ủa bật. Bây giờ mình quay cho anh em coi nhé. Nó hơi dư ra đầu hơn. Cái cấu tạo của bình này làm cũng ghê gớm đấy. RSG hãng này tay quanh mà anh em. Bên này mà vô mấy chiếc hay thì thôi khỏi mấy bàn. Đó, anh em thấy dặn hốt tát không? Ừ, lệ lắm. Không đùa được đâu. Má cả đuôi nuốt. Má kiểu xe hút. Nghe anh Tây ơi anh em. Anh em mới ra khói đen không? Dư xăng á. Nẹt rớt ốc luôn đó, quay trưởng gì chưa. Bình này anh em, RSG. Công nghệ này thẳng trực tiếp. Cái cho anh em coi, đó anh em tới đây quay thẳng cái bình anh em coi nè. Ừ, cái bình này cấu tạo cực kỳ hay, nói chung công nghệ mới. Cái bình này nhiều anh em chọc hay là kia bình xe chở ghe thì ra nó cũng là vậy đó anh em đó. Nhưng mà nói chung là bình này là sản xuất người ta làm ra là do xe máy luôn anh em. Ừ, kiểu anh em thấy không, cái coi gọi cái đường gió hút vô. Ừ, ống cái này ống gió này, ống xăng bơm vô, đâu có chỗ nào mà chứa phao xăng nào đâu. Ừ, là vô đây dòng là cái bên nó làm bếp trong đây đó, sau đó là phun thẳng trực tiếp vào đây luôn, mình dặn ra là phun luôn, là lẹ nạp cái lại xuống liền, nạp cái lại xuống liền. Ừ, như cái bình này mà bỏ vô mấy chiếc hai thì chạy cực kỳ mạnh luôn. Đó còn hai bốn thì nói chung hơi khó chịu một chút. Đó xe mình thì nói chung là giờ 2, 3, 4 hay chạy được đó. Đó, nhưng mà nó dư ra đầu. Gan tì nó hơi dư chút. Ừ. Nhưng mà mình cảm thấy nó lẹ nha, nhận là quế ở trong video nên thấy rồi. Đó cái này công nghệ mới, bình này có tên RSG nè. Ừ. Kiểu mình thấy nếu mà cái bình này mà siêu quét mình không lên clip y anh em. Ừ. Là kiểu mình thấy gắn vô chạy thử là mình thấy quế mấy luôn á. Ừ. Nhưng mà để mình coi thử vài ba nữa để canh lại thử anh em, rồi chờ ông cậu á, ông gỡ cái bếp này giờ này, cái này nè bình thản này nè, đây đây cái này là dặn xăng lửa này, đi dặn đây là chỉnh xăng này, xăng mình dư thiếu là dặn đóng mở hơn, bên này gió hơn đó. Còn áo góc ra anh Tì đây. Ừ, ra đây dặn ra đây đó, kéo thẳng rồi nạp thẳng vô luôn trời. À, thế này mình thấy cái này cũng hay nên mình lấy về mình trải nghiệm cho nên mình em coi, chứ nhiều anh em đừng bình luận mà vô thách thức này này kia thì nói chung nó không có hay anh em. Đó tại vì mình cũng là người trải nghiệm, mình muốn trải nghiệm cho những người anh em ở đây coi. Đó chứ lại mình cũng không có hơn thua gì hết, lại mình thích mở mang tầm mắt của mình. Đó. Đó với lại thấy đi FCR hay mình mấy bên kia này kia thì nói chung nó cũng nhiều rồi anh em. Đó để giờ mình nổ máy lại cho anh em coi nè. Má xe này nút xe này uống bình này uống xăng như thơ rào luôn, hơn nút lạ. Ừ. Gan tay này. Đó nó hơi dư anh em. Anh nhìn cái bùa là khói nè. Thôi giờ cơ. Má nó nuốt xăng ghê lắm. Này nè cho anh em coi nè. Ghê không? Má nuốt thì thơ rồi luôn. Chợ. Má vừa có gì xăng này ganh tì anh em. Đó giờ chỉnh ra tên nhỏ thì nó tắt thấp, nó tắt. Đó giờ bên cạnh giờ gỡ hai cái cây kim không biết này nè, giờ này thử coi thử sao anh em. Đó giờ mình dặn đây được luôn nè. Ừ, dặn lên dặn xuống là điều chỉnh xăng gió không ạ. Vậy thôi anh em. Ừ. Đi mở đây là lửa nó hay bị già đó anh em, nó còn mấy lần. Đó. Đó mà bên này nút xăng này ta đang quay xăng này. Đó nó dùng cũng lẹ dữ lắm. Đồ ghê anh Tây như anh thầy Thái vậy. Tạo quay bên kia rồi, bên đây này giống xăng á, nhìn nó cũng xăng rồi, nuốt rồi. Đi lên, đi từ đây lên Đà Lạt tiền xăng của bạn là 5 lít. Đó. Nói chung là chi tiết mình là gì hơn, hiện tại là đang đau đầu, đang nhức đầu về cái phần mình xăng con thôi anh em, nhưng không nhức đầu gì cái gì hết anh em. Ừ, nhưng mà cũng mong sao là cách tới là canh sao cho nó ra anh em, để còn đi tour này kia trải nghiệm cho anh em coi. Còn chiếc siêu quét với lại chiếc gạch mình này để bên đó, nói chung là
hiện tại đang đau đầu chiếc Dream, nói chung không đau đầu gì mấy. Giờ cái bình này không đi được thì mình bỏ tủ kính, 10 năm nữa mình có tiền mình mua JZ là vừa, là mình gắn bình này vô chiếc JZ mình đi tour cho em coi. Hợp lý không? Đó, bình này bỏ, nói chung là 2 thì canh ra rồi nhưng mà 4 thì chưa, mình thấy chưa có ai chạy đạt. Mình nói chung là giờ bình này ôm ra đi tour, mình nói chung thử cái đâu để sắp tới mình coi thử, mình lấy bình này thử mình đi tour cho em coi thử như sao. Đó, mà cái dưới anh em thấy không, về số 2 số 3 dặn là đóng sướng ngừ lắm anh em. Nãy mình dặn mà rớt ốc ra luôn, mà nẹt mà rớt ốc luôn đó. Để giờ mình chạy lên mình cắn ốc rồi lại kia rồi coi thử cái kim biết thì cứ còn sắp tới thì canh thêm thì mình sẽ quay cho anh em coi thêm cái quá trình mà canh đó. Còn chiếc suốt mình thì để mai mình đánh nano này kia mình cho anh em quay cho anh em coi luôn. Ok nhá, ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian video để xem vô mình. Nếu anh em thấy hay cho mình một like và đăng ký nha. Đó, từ từ đây, ở đây chỗ mình rửa xe này anh em, trong đây còn mình bán đồ, bán nhiều nhất rồi, quần áo nè, nhất phẩm gông lây sinh. Nhưng mà mình bán phải phụ kiện rửa xe này kia trong nhà mình là đầy đủ, áo khoác đồ này kia cho anh em đi tour, gù salaya này kia luôn. Anh em có thể vô TikTok shop, anh em lên TikTok đồ hòn bán phần giữa hàng là mình có bán đầy đủ hết trên đó, nói chung combo rửa xe cho anh em này kia, nói chung quá trời luôn. Ok, cảm ơn anh em, bye bye.